Ê, bố nó chắc vào nhé. Vâng, được rồi chú. Đấy, bố nó chắc vào. Đây, hôm qua cái cán bộ nó gọi tao đi lên sau lấy cái dấu ngủ. Nó cứ bắt tao ký nhưng mà tao cứ biết chưa đeo đâu. Rồi nó cứ dùng cái ngón tay của tao chấm chấm xuống cái tờ giấy. Cái con này mày hay nhỉ? Tao bảo mày không nghe à? Mày ở nhà cho tao. Mày kệ con đi lên thành phố làm với bạn con. Ừ, mày con ở nhà nhỉ? Trời đã sáng rồi cô à. Ô, hôm nay trời đẹp quá nhỉ. Mình xới cái đất để trồng cây rau ăn thôi. Ô, cái chỗ này đất đẹp thế này chắc trồng cây rau nó to lắm đấy. Cái mặt trời nó mọc đến đỉnh núi rồi. Con mày Dung này đến giờ này mày còn chưa dậy đi học ấy chứ à? Bực thế nhỉ, mày còn phải để tao đi gọi mày dậy à? Ồ, cái con mày Dung kia, mặt trời mọc đến đỉnh đồi rồi mày còn chưa dậy đi học ấy chứ à? Tao gọi mày từ nãy giờ mày còn chưa dậy à? Đang buồn ngủ sắp chết rồi, cứ gọi con này. Ồ, dậy mày đi học cái chi đi chứ? Mày đừng cho con ngủ một tí thôi mà, buồn ngủ à. Mày có dậy không thì bảo đâu. Mày Dung, không chưa dậy à? Dậy đi. Dậy để mà con đi đến trường đi. Sớm rồi mẹ. Sớm cái gì nữa, miễn mén đến nấu chín rồi. Mẹ ăn xong mày đến trường nhé, tao còn đi lên đường. Suốt ngày đường dẫy học với trả hành mệt chết không biết. Điện thoại đâu nhỉ? Không biết đi đâu. Ồ, 7 giờ rồi á. Con bạn mình nó lên thành phố nó làm cái gì mà nó nhiều tiền mua quần áo đẹp thế nhở? Đây là trai thành phố à, đẹp trai thế nhở? Mình cũng muốn lên trên đấy kiếm một anh yêu trai thành phố này. Mình phải gọi điện cho con bạn mình xem nó làm gì trên thành phố mà nó nhiều tiền thế. Alo, gì à? Mày ở trên đấy mày làm cái gì mà nhiều tiền thế? Ồ, thế ở trên đấy người ta có tuyển người nữa không nhỉ? Tao cũng muốn lên trên đấy làm, không muốn học nữa rồi. Mày hỏi hộ tao nhá. Xem nếu mà lấy người thì tao lên làm với mày nhá. Ừ, tao chán lắm, không muốn học nữa rồi. Ừ, thế mày hỏi hộ tao nhá. Kiểu này chắc mình phải nghỉ học lên thành phố làm thôi. Ở nhà suốt ngày nương nương dẫy dẫy, bao giờ mới khá được như người ta. Không đi học nữa, đi làm.
ngồi mới thu ngồi được mấy ngày mà sao cỏ nó tốt nhanh thế nhỉ? Thế này thì lại phải cuốc thôi, cuốc xong trồng vụ mới, nhưng mà cuốc đến bao giờ nhỉ? Nhưng mà cũng phải làm thôi. Ô, trưa rồi mà cô Pao vẫn làm không về ăn cơm trưa à? Ồ, à Pao đi à? Vâng. Cháu đi đâu về đây? À, đi chăn ngựa. Lớn thế này mà sẽ ngày đi chăn ngựa, bao giờ mới lấy được vợ ấy? Cháu cũng muốn lắm, nhưng mà bây giờ vẫn chưa có tiền để cưới vợ. Ừ, cháu đang tính bán con ngựa đi để lấy vợ đây cô ạ. Thế à? Vâng. Thế Mẩy Dung không đi làm giúp cô à? À, con Mẩy Dung nhà cô nó còn phải đi học ấy chứ, cháu à. Như cô này này không biết chứ, khổ lắm cháu ơi. Đây, hôm qua cái cán bộ nó gọi tao đi lên sao lấy cái dấu ngủ. Nó cứ bắt tao ký nhưng mà tao cứ biết chưa nhớ đâu. Rồi nó cứ dùng cái ngón tay của tao chấm chấm xuống cái tờ giấy. Thế bây giờ tao mới bắt cái con Mẩy Dung đến trường để học cái chữ. Nó mà không biết chữ thì nó khổ lắm. Đúng rồi đấy cô ạ. Như cháu đây cũng phải nghỉ học sớm đi chăn ngựa, cũng vất vả lắm. Mà thôi cũng trưa rồi, đi về ăn cơm thôi cô. Cháu cứ đi về trước đi, con làm một tí nữa con về. Cháu về trước đây. Cháu cứ về trước đi. Cô thấy đói đói rồi, cho đi nghỉ thôi, đi về làm cơm ăn đã. Không biết cái con Mẩy Dung này nó đã đi học về chưa nhỉ? Cái con Mẩy Dung này. Mày đã đi học về rồi con Mẩy Dung. Sao mày đi học về mày vẫn còn lên giường nằm thế? Mày về đi học về mày làm sao mày ốm à? Mày ốm mày làm mày thế nào đây? Con không đi học nữa đâu mẹ. Mày có bị làm sao không ấy? Con chả làm sao cả, con không thích học nữa. Sao mà mày không đi học? Mày không đi học nữa, sau này mày lại khổ như tao thôi. Mẹ, con không đi học nữa đâu. Các bạn con đi lên thành phố làm nhiều tiền lắm. Còn có bạn trai thành phố giàu có nữa nè. Tao nói rồi, mày không phải nịnh tao. Mày cứ học hết cái chữ đi, rồi mày thích đi đâu thì đi. Con không học nữa đâu, con biết cái chữ rồi. Học thế là đủ rồi mẹ. Con đi lên thành phố làm với bạn con. Cái con này mày giỏi nhỉ? Mày còn dám cãi lời tao à? Mày lớn lên mà sao tao nói mày không nghe nhỉ? Cái con này mày hay nhỉ? Tao bảo mày không nghe à? Mày ở nhà cho tao. Mày kệ con đi lên thành phố làm với bạn con. Mày con nói nhỉ? Mày giỏi nhỉ? Mày giỏi thì mày cứ đi đi. Tao xem mày đi được bao lâu. Thank you.
Thằng ca lên quay lại gần hết buổi sáng rồi. Bây giờ có một cuốc ba chục này thì không biết là nay này ăn cái gì đây. Ai. Ê, xe ôm không em ơi? Đi đâu đi xe ôm anh chở? Cháu đi tìm bạn cháu ạ. Bạn cháu đón cháu rồi ạ. Chắc cháu không đi đâu ạ. Thế bạn mày nó làm ở đâu? Bạn cháu làm ở trên thành phố này. Cháu lên làm với bạn. Thế bạn mày nó làm trên này à? Dạ, bạn cháu bán quần áo ở trên thành phố này ạ. Cháu lên làm với bạn. À, thế à? Vâng. Thế mày lên đây thì mày có gọi điện cho bạn mày chưa? Cháu chưa, bạn bảo là lên đến đây thì gọi cho bạn, cháu chưa gọi ạ. Có số của nó, gọi cho nó đi xem nó ở đâu, bảo nó ra mà đón. Nếu cháu... mà không đón thì đi xe ôm thì anh chở. Vâng ạ, để cháu gọi cho bạn cháu, đợi cháu tí. Alo, dì à? Ừ, mày ơi, tao lên đến nơi rồi nhưng mà mày ở đâu ấy? Ừ, thế mày hỏi được việc cho tao chưa? Ừ, thế là không được à? Ừ, không sao đâu, thế để tao tự đi tìm đấy. Ừ. Nó bảo thế nào rồi? Bạn cháu bảo là không tìm được việc cho cháu ạ. Với lại đang bận không đón cháu được. À, thế là mày ở quê lên là mày lên đây là để xin việc làm à? Vâng ạ. Ờ, thế thì không thì anh bảo là bây giờ nếu mà không thì đi anh chở xe ôm mới đi. Ông loanh quanh ở đây thì anh cũng biết có mấy cái chỗ nhà hàng, quán ăn các thứ ấy. Thì anh đưa mày đến đấy xem là người ta có lấy người làm thì xin người ta cho làm. Thế có được không? Vâng ạ. Chỉ cần có việc làm là được, có tiền là được ạ. À, ờ thế thì đi. Đi lên đây xe anh chở đi. Thế nhưng mà có nhiều tiền không chú? Làm ở trên này thì loanh quanh thì lương nó chỉ được 5-7 triệu thôi. Chứ nhiều tiền hay không thì tao cũng chưa biết. Nhưng mà các quán ở đây thì người ta cũng chỉ trả lương được như thế thôi. Đấy thì mày có đồng ý thì đi lên xe tao chở mới đi mà hỏi việc. Vâng ạ. Đi, lên đây. Thế nhưng mà cháu thấy bạn cháu làm ở trên này nhiều tiền. Nhiều tiền chỉ có đi bật bia bấm bài thôi. Thế bấm bài là gì hả chú? Cái đấy nhiều tiền lắm. Hay là mày có thích đi làm bấm bài không? Chú đưa mày đi. Nhưng mà cái đấy làm cái gì ạ? Làm nhiều tiền lắm. Nhưng mà thôi, tao nhìn thấy mày chân quê như này chắc là mày chả bấm được đâu. À đi. Đi. Đây đội cái mũ này vào em. Cái đường ở thành phố này á là lo sóc cũng không kém như cái đường nhà quê chúng mày đâu. Bấu cho chắc vào, không phải đi lại dập hết hàng họ ngay cả. Vâng. Bấu cho chắc vào nhá. Vâng, được rồi chú. Đấy, bấu cho chắc vào. Vào đây xong rồi nè, anh hỏi cho. Bỏ cái mũ ra cho nó mát đi, cứ lục sạc xuống đi, vào đây. Xin chào, chị em dạo này khỏe không? Khỏe, hôm nay Sơn đi đâu mà trông ăn mặc như là cái thằng xe ôm này. Ôi, đợt này em cũng đang thành xe ôm đây chị. Vâng, em vào... Còn đứa em nó ở dưới quê mới lên thì đang hỏi chỗ chị xem là có thiếu nhân viên thì cho em nó làm ở đây với chị. Chị vừa tuyển thêm 2 nhân viên rồi. Đông khách lắm nhưng mà chị lại tuyển được rồi. À thế ạ? Ừ. Và vừa hôm trước thì em thấy người anh nói chuyện bảo là chị đang thiếu người.
thì vừa gặp được cái đứa em ở dưới quê nó đang lên xin việc chị ạ. Ừ, thế đứa em hơi bị chậm chân một tí, vừa chị nhận thêm hai nhân viên rồi. Dạ vâng, thế là tiếc quá nhỉ. Vâng, thế tôi thì chắc là em xin phép em đưa em nó sang bên mấy cái quán ăn bên kia xem là... À, bên cạnh cũng có một hiệu chụp ảnh đấy, em thử sang hiệu trang điểm đấy, em sang em hỏi xem. À, vâng, vâng, thế được, thế để em đưa em nó sang bên đấy xem là người ta có cần không chị ạ? Ừ. Vâng, vâng, thế em chào chị nhá. Rồi, chào em nhá. Vâng, thế này. Thôi đi, đi sang bên này cho nó hỏi mấy cái nhà bên này xem là người ta cần không. Đây hôm trước thì bảo cứu người đấy, nhưng mà hôm nay thì lại không ấy rồi. Hôm nay lại người ta lại đủ rồi. Vâng ạ. Ôi giời ạ. Rồi, ngồi đây. Thấy chưa? Được rồi ạ. Bố xác vào nhá. Vâng. Ô, anh ơi, tôi để em vào đây xem. Đây á. Đấy, đi vào đấy hỏi phép. Anh ơi, em hỏi tí, nhà mình có cần người làm không ạ? Nhà mình không cần nữa. Vâng, em cảm ơn ạ. Nên người ta không ấy à? Người ta không tuyển rồi chú. Ờ, đi. Đây, ông dưới này có cái quán này này, hay đi vào đây xem nhá. Vâng. Hay là anh bảo như thế này này, bây giờ thì nó cũng muộn rồi, không thì em kiếm cái phòng trọ mà nghỉ tạm đi, xong rồi sáng mai thì lại đi tìm tiếp, chứ không bây giờ nó muộn rồi này thì tối thì biết ở đâu. Nhưng mà ở trên này cháu không biết đi tìm phòng trọ ở đâu, chú có biết ở chỗ nào người ta cho thuê phòng trọ không ạ? À, hay là ở bên kia thì anh cũng có cái phòng trọ anh thuê, anh để đấy chỉ để đồ cái thứ thôi. Nếu mà em không ngại thì hay là về đấy mà ngủ tạm. Thế xong rồi là sáng mai thì anh cũng sang bên anh hỏi bên cái chỗ quán chỗ bạn anh, mấy cả chỗ mấy anh em ấy, nó mà có cần người thì anh bảo, thế xong rồi đến đấy mà làm thì có được không? Vâng ạ, em cũng không có tiền thuê trọ anh cho, thế thì anh cho em ở nhờ nhá. Ờ, thế đi, bây giờ thì anh đưa em về đấy nhá. Vâng ạ. Đây rồi, về đến đây rồi. Đây, cái phòng trọ chú thuê ở trong này. Thì bây giờ là đi vào đây mà nghỉ ngơi. Thế xong rồi sáng mai thì chú sang bên kia chú đi hỏi việc hộ em. Nghe chưa? Nhưng mà chú ơi, hả? Phòng trọ sao lại là nhà nghỉ ạ? À, ừ, nhà trọ với nhà nghỉ thì vẫn là một. Đi vào đây. Ding 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 bang bang bang.